con chào cô. Cô ơi, con qua tính hỏi Tú có đi học thêm chung với con không ạ? Ủa, nó xin tiền cô đi học thêm toán lý hóa rồi mà. Ủa, vậy sao cô? Vậy chắc tụi nó đi học thêm ở đâu, con không biết à? Kéo lên mày. Ai kéo qua xử đỡ cho tao thôi. Trời ơi, mày ơi, nó ép được cái kiếm rồi mày ơi. Đó, lên đi. Ôi trời ơi. Kỳ ghê. Tú. Gì vậy? Em nghiện chơi trò ảo giác này từ khi nào vậy? Chị nói quá rồi đó. Em sẽ hơi một chút không cho hả? Bán. Thôi, đi về đi. Về với chị đi. Hả? Đi. Về thì về làm dữ vậy? Nãy giờ chết con mạng theo mày. Bắn 10 chết 1 rồi. Đi chơi game nữa rồi phải không? Chứ còn gì nữa má, con nói không sai mà. Ở nhà cấm không cho con đi chơi game, con đi ra tiệm chơi là sao? Tại sao con hư vậy? Con chơi game chứ có trai gái bồ bịch gì đâu mà má nói hư. Tú, Tú à, em nói với má như vậy là hỗn xược đó. Mà chị không thể hiểu nổi, có cái gì trong thế giới ảo đó mà em say mê dữ vậy? Ít ra trong cái thế giới đó, nó không có sự dối trá che đậy, tất cả đều được phơi bày trên màn hình. Nhưng mà đó là cái thực trong cái ảo, em biết chưa? Thôi không lý sự nữa. Nghe má hỏi nè, con có đi học thêm không? Có. Học chứ sao không? Con học với những đứa nào? Thì con An, con Nhi trong lớp chứ ai. Nói dối. Còn gì mới tìm con đi học thêm? Tại sao con nói dối má? Tú. Vậy má có dối trá không? Ba có dối trá không? Yeah. Hay là người lớn là có quyền dối trá? Con nói gì? Ai dối trá điều gì? Điều này thì má biết rõ hơn con. Má bỏ qua cho em nữa đi. Má, em nó còn nhỏ mà. Có gì từ từ dạy nó nha má. À, chị Lam, chị có thư nè. Ủa, ai mà lại gửi thư cho mình? Chuyện như thế này thật sao? Tại sao hôm nay Tú nghỉ học mà lại không có giấy xin phép vậy? Đâu biết. Không biết nữa. Đâu, để gọi cho nó thử xem. Alo. Sao mày không đi học? Gì? Tao không muốn đi. Trời, mày biết tháng này mày nghỉ học 5 buổi, mày cấp cu 12 buổi rồi không? Không gì chị đến mày hết á. Sao lại không? Đã là bạn bè với nhau thì tao phải có trách nhiệm chứ. Thôi đi. Cái chức lớp phó của mày to quá ha. Tao chưa hỏi tội mày là may cho mày lắm rồi đó. Tội gì? Tao có tội gì? Không phải mày giả bộ tới nhà để rủ tao đi học thêm là để báo cho ba má tao biết là tao không có đi học thêm hả? Đồ tồi. Trời ơi, tao thấy mày học càng ngày càng xuống nên tao mới rủ mày đi học thêm. Chứ tao có biết mày là xin tiền mà không đi học thêm đâu. Thôi, mày đừng có lẻo mép. Tâm địa mày ra sao tao biết hết rồi. Không qua được mắt tao đâu, mày nghe chưa? Mày nói vậy là quan cho tao rồi đó Tú à. Quan hả? Tao cấm mày, từ nay không được ghi chép, bếp xếp, nhiều chuyện theo dõi tao. Để nói cho ba má tao biết, hay thầy cô biết. Mày biết chưa? Nếu như không, đừng trách tao đó. Trời, đi ngày audition đi.
Nhi không tưởng tượng nổi Tú bây giờ khác ngày xưa, khác với Tú ngày xưa quá Phong ơi. Phong cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với Tú nữa. Chắc là có chuyện gì đau lòng lắm. Cái gì vậy? Anh đọc đi rồi biết. Trời ơi, ai mà làm cái trò gì vậy nè? Em nghĩ anh phải biết rõ hơn em chứ. Em nói vậy là em tin những lời bị đặt trong lá thư nặc danh nè. Không có lửa thì làm sao mà có khói. Em xúc phạm anh quá đáng rồi đó. Vậy anh tưởng là em sung sướng khi nhận được lá thư này hay sao? Anh khẳng định với em là không có chuyện này. Anh yêu em và chỉ có một mình em thôi. Trong chuyện này chắc chắn là có người muốn hại anh. Thì cũng cho là như vậy đi. Nhưng mà anh phải làm sao thì người ta mới hại anh chứ. Sao? Anh không thể giải thích nổi à? Hay là không muốn giải thích? Em mà cũng không tin anh nữa sao? Hay là tụi mình cưới nhau đi em. Cưới rồi là xong mọi chuyện. Em không phải nghi ngờ gì anh nữa. Anh nghĩ đơn giản vậy thôi sao? Vậy mà em lại nghĩ. May mà em chưa đám cưới với anh đó. Kìa, Lam, Lam. Bà không có liên lạc với dạ mấy đứa không ở trong trường nữa hả? Dạ. À, vậy hả? Alo, em nghe. Có phải cô vừa gửi thư nói gì bậy bạ với Lam để hại tôi đúng không? Lam nào anh? Em đâu có biết Lam nào đâu mà thư với tự. Thôi Nguyệt đừng giải giờ đóng kịch. Có gì về tôi mà Nguyệt không biết đâu. Tôi xin nói cho Nguyệt rõ. Nếu mà Nguyệt còn làm những điều ngu xuẩn như vậy, tôi sẽ không tha thứ đâu. Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu một cái gì hết. Thôi, tôi không nói nhiều. Cô dẹp cái thói không ăn thì đạp đổ đó đi. Alo, alo. Đúng là đồ khùng mà. Tú, sao con không dậy đi học? Bộ tính nằm dạ đây luôn hay sao? Con muốn bị ba đuổi ra đường hay sao? Mệt quá, muốn đuổi thì cứ đuổi đi. Trời ơi, Tú ơi, con mà cứ như vậy thì đến má cũng bị đuổi ra đường luôn chứ không phải mình con đâu. Con có biết con là ai không hả? Chính vì con muốn biết con là ai nên con mới như vậy đó. Bây giờ em đã biết Lam là ai rồi đó. Em cần phải nói chuyện với anh. Tôi đâu còn gì để nói với Nguyệt mà phải nói. Dù không còn gì để nói nữa, nhưng mà em không để anh coi thường em như vậy được. Em không cần biết có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng mà cách anh nói chuyện với em qua điện thoại em không thể chấp nhận được. Bây giờ anh nói đi, cụ thể đó là chuyện gì? Nếu tôi hiểu lầm về Nguyệt, cho tôi xin lỗi. Còn nội dung cụ thể như thế nào á, tôi thấy không cần thiết phải báo lại với ai cả. Anh cũng có nhiều kẻ thù nặng ký hơn tôi tưởng đó. Không phải cô ta thì ai chứ? Vô lý. Alo, tôi nghe. Chào cô Nhật Thu. Em cứ nói đi. Trời đất, thật vậy sao em? Cái con này hư thật mất rồi. Được rồi, thầy sẽ thường xuyên kèm cặp nó. Thầy cảm ơn em nhiều nha.
Bà lên kêu con Tú xuống đây cho tôi nói chuyện. Có chuyện gì không Bình? Cứ kêu nó xuống đây rồi biết. Dạ. Ngồi xuống đó. Tại sao con đi học mà vô tổ chức vô kỷ luật như vậy? Muốn nghỉ thì nghỉ, muốn cúp cua thì cúp. Học hành xúc kém ngang bước, bạn bè nhắc nhở thì do đánh. Đến nỗi sợ phải trả chức lớp phó hợp tập lại cho cô giáo chủ nhiệm, không dám làm nữa. Như vậy là sao hả Tú? Lại là con khốn nạn. Con có nghe ba nói gì không? Sao bây giờ con dở chứng vậy hả Tú? Sao con không trả lời cho ba biết? Con có biết là ba má làm thầy mà con đốt sách như vậy, con làm nhục cho ba má biết không? Ba làm sao mà nhìn mặt ai nữa? Làm sao mà dạy cho con ai nữa? Bây giờ con thi gan với ba má hả? Thiệt là nghiệp chướng mà. Ba thật sự không chịu đựng nổi con nữa. Đúng rồi đó, con là nghiệp chướng của ba đó. Đúng, con còn nói nữa hả? Chứ con nói đúng hả? Bình ơi, ngồi đi, ba đừng có làm bộ nữa. Con không có còn sợ ba như hồi nhỏ nữa đâu. Bình, đi vô lấy dầu cho ba lẹ lên. Đi đi. Bình ơi, Bình có sao không Bình? Tôi chết. Em vẫn chưa hết giận anh sao? Em yêu anh mà không tin anh, lại tin vào những điều vô căn cứ trong một bức thư nặc danh. Em nghĩ như vậy có quá đáng không? Vậy thì anh hãy chứng minh nó vô căn cứ đi. Thì anh đã nói với em rồi, anh không quen bất cứ ai ngoài em ra. Bây giờ em đòi anh phải chứng minh là chứng minh cái gì đây? Điều đó anh hiểu rõ hơn em mà. Thôi mà Lam, em có cần phải hành hạ mình và anh như vậy không? Anh đã nói là không có là không có. Nếu mà không yêu em thật lòng á, thì anh khẩn khoản xin cưới em làm gì? Thì cũng như những người đàn ông đã có vợ vẫn đi theo người đàn bà khác, cũng vậy thôi. Nếu em nghĩ về anh như vậy á, thì chúng ta chia tay nhau đi. À... Em biết con nó làm cho mình đau lòng, nhưng bây giờ em cũng hết cách rồi. Em cũng không biết làm sao nữa. Mình thương em nhờ, mình giận em chịu. Phải chi hồi đó mình đừng có cản em, thì bây giờ đâu có làm mình phải đau lòng như vậy. Thôi, ba đừng có nhắc tới chuyện đó nữa được không? Hồi đó hoài. Chị, mai chị cho em ra công ty làm với chị được không? Làm gì cũng được, lương bao nhiêu cũng được. Em đừng có lo, lo mà học hành đi. Công ty của chị đã đủ người rồi. Em xin làm chứ em đâu có xin tiền chị đâu. Mà tại sao chị cần người ngoài mà chị không cần em? Không phải là như vậy. Chị muốn em học hành tới nơi tới chốn. Nếu mà em muốn thì cứ hỏi ba má đi. Nếu như ba má chịu thì chị sẽ đồng ý. Lam à, cho anh xin lỗi về thái độ nóng nảy hồi chiều. Chúng mình không thể sống thiếu nhau được phải không em? Dạ, cũng không thể thiếu những người khác nữa chứ gì. Thôi mà em đừng nói như vậy nữa có được không? Anh Hưng à,
Ở trong tình yêu em rất là ích kỷ. Em chỉ thuộc về anh. Và ngược lại, em không muốn chia sẻ anh với bất cứ một người nào khác. Nhưng mà làm gì có sự chia sẻ nào ở đây. Sao em vẫn không tin anh biết phải làm sao đây? Thôi, cũng khuya rồi, anh ngủ đi. Chị bị ai đó lừa gạt hả? Đó có phải là một minh chứng gì đàn ông không? Ngủ đi, con nít biết gì mà nói. Phải rồi, em là con nít mà. Sao anh? Chị Lam chưa chịu tin anh hả? Anh hai, mà công nhận kẻ nào chơi trò độc ác, anh có cần em giúp không? Em giúp sao? Thì anh cứ nói là thư này do em viết. Em cố ý thử thách chị Lam, vậy là được chứ gì? Không được, chuyện gì ra chuyện đó. Hơn nữa anh tin ở tình yêu của Lam, có thể sau cú sốc Lam sẽ bình tĩnh lại. Chắc không đó. Mà anh nè, hôm qua em gặp chị Nguyệt trong siêu thị, chị ấy hỏi anh đủ điều hết á. Rồi có gì em khai hết với người ta hả? Khai thì khai chứ sợ gì. Không phải sợ, nhưng mà anh không thích. Tại sao anh có ấn tượng xấu về chị ấy vậy? Chứ em thấy á, chị Nguyệt cũng được. Có điều là chị ấy không dịu dàng mà chị Lam. Mà bây giờ chị Nguyệt á, nhận công tác bên sở tài chính đó, anh biết không? Kệ người ta, từ nay em đừng nói chuyện chị Nguyệt với anh nữa, anh không muốn nghe đâu. Anh mới là lạ đó. Không yêu nhau được thì làm bạn, chứ làm gì mà coi nhau như kẻ thù vậy? Đứng xuống, mày giỏi thì đứng lại nói chuyện với tao. Có chuyện gì vậy Tú? Tao nói cho mày biết, mày muốn làm lớp phó học tập nữa thì làm, còn không thì thôi. Mắc mới gì mày phải đổ lỗi cho tao? Tao đổ lỗi cho mày hồi nào? Mày còn chối hả? Vậy mày nói gì? Tao không có. Mày nói với cô là tao dọa đánh mày, tao đánh mày hồi nào? Tao không có. Mày mày sợ? Sao mày đánh tao? Mày sợ với tao hả? Sợ hả mày? Tao không có mà. Nè nè, giữa ban ngày ban mặt mà hai cô đánh nhau vậy là mất trật tự. Bây giờ mời hai cô vào trong đi. Ê tụi bay, tụi bay biết tin gì chưa? Tin gì? Nghe nói á, con Tú với con Nhi á mới đến nhau á, đang bị dân phòng giữ. Người ta vừa gọi điện cho trường biết đó. Thật không? Thật đó, sáng nay có đứa nào đến lớp đâu. Như vậy thì chết. Chắc con Tú đánh con Nhi, chứ con Nhi mà đánh ai? Tính của con Tú á, dạo này nó kỳ cục lắm. Đụng ai á hả, nó cũng kiếm chuyện gây lộn. Tao cũng không hiểu nữa. Chuyện lớp qua mà. Cô vô. Đây là bản tường trình của hai em. Chúng tôi sẽ giao hai em về trường để giáo dục. Dạ, cảm ơn anh đã báo cáo cho chúng tôi. Để học trò làm phiền như vậy, chúng tôi thấy có lỗi lắm. Không có chi, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Dạ, cảm ơn anh. Cô không ngờ lại có chuyện như vậy. Nhi thì về lớp học, Tú theo cô về văn phòng. Chào chú, hẹn gặp lại nha. Chào em. Má đừng lo lắng buồn phiền quá làm gì. Sáng nay em còn nó dậy đi học là tốt lắm rồi. Trời, không biết đi học hay là đi chơi nữa đây. Nếu mà má vẫn còn lo lắng như vậy thì sáng con sẽ dậy sớm đưa em đi học. Rồi khi nó về, con sẽ đón nó về. Như vậy thì má yên tâm rồi chưa? Nó lớn rồi, nó không dễ gì chịu đưa rước như vậy đâu. Với lại còn công việc của con nữa, bỏ ai coi.
Công việc của con á thì đã có nhân viên làm, mọi thứ cũng đã ổn cả rồi. Con thu xếp được mà má. Nếu mà đưa đón em được vậy á thì tốt. Em biết đánh bạn không những phạm quy nhà trường mà còn là phạm pháp nữa. Đó là một lỗi không nhỏ về nhân cách. Em biết không Tú? Dạ biết. Biết sao em vẫn làm? Tại vì bạn Nhi nhiều chuyện. Không thể gọi Nhi nói với ba mẹ em là nhiều chuyện. Tất cả là vì Nhi chỉ quan tâm tới em thôi. Em đã bước qua tuổi 18, đã là một công dân trưởng thành. Cô nghĩ em cần phải suy nghĩ và hành động chín chắn hơn. Vậy những người lớn, thậm chí còn già nữa, có những việc biết mình sai mà vẫn làm thì sao hả cô? Đó là những người lớn không tốt. Trước sau gì, họ cũng phải trả giá về việc làm của mình. Đạo đức xã hội và pháp luật luôn công bằng với tất cả mọi người, kể cả những người có chức quyền, em hiểu không? Vậy đối với những việc mà đạo đức xã hội và pháp luật đều không biết thì sao hả cô? Thì lương tâm của họ, họ biết. Và họ sẽ không bao giờ yên ổn với bản thân mình em à. Để xảy ra việc như thế này, cô cũng thật có lỗi với ba mẹ của em, người thầy cũ của cô. Nhưng chuyện này không thể giải quyết trong nội bộ lớp của mình, vì thầy hiệu trưởng cũng đã biết rồi. Thì cô và nhà trường cứ kỷ luật đuổi học em đi. Trời, em nói với cô như vậy là sao? Em không muốn học nữa chứ gì? Cô rất buồn là tại sao một con ngoan trò giỏi em bỗng trở thành một học sinh cá biệt như vậy, vô tổ chức, học hành lại sút kém, quậy phá, vô kỷ luật. Cái gì đã khiến em đánh mất chính mình như vậy hả Tú? Tú à, nếu em còn biết xấu hổ, còn có lòng tự trọng, thì hãy hứa với cô, từ nay em sẽ tu chỉnh học hành nghiêm túc, chăm ngoan hơn, thì cô sẽ đề nghị với nhà trường giảm mức kỷ luật cho em, để em còn tiếp tục học hành, chuẩn bị thi đại học sắp tới. Được không Tú? Tất cả cô chỉ muốn tốt cho em thôi. Tốt đi làm gì hả cô? Có thật em không biết tốt để làm gì không? Hay đã có điều gì làm em mất niềm tin vào cuộc sống hả Tú? Sao em không trả lời cô? Em tính giật anh mãi sao? Rồi mai mốt có ai đó nói với em anh là kẻ giết cười cướp của, em cũng tin nè. Anh đừng có đánh trống lảng, chuyện gì ra chuyện đó. Là anh thí dụ vậy mà. Thí dụ gì mà vô lý kỳ cục quá. Cảm ơn em, cảm ơn cái thí dụ kỳ cục đó. Anh này, không có ai giảng hòa với anh đâu nha, đừng có mơ. Em nghĩ trong chuyện này có nguồn gốc sâu xa gì đó làm em Tú mất niềm tin vào cuộc sống thầy à? Đó cũng là điều đáng sợ nhất phải không thầy? Thầy biết rồi, con dại cái mang. Thầy xin lỗi và cảm ơn em đem sự quan tâm nhiều đến Tú. Dạ, thầy đừng nói vậy. Tú ra nông nổi này cũng là một phần trách nhiệm của em, đã không sâu sát học trò. Bây giờ em phải làm sao hả thầy? Em cứ làm đúng theo quy chế. Em nghĩ kỷ luật học sinh không khó, nhưng làm sao học sinh đó nhận ra lỗi lầm của mình và để trở thành một người tốt mới là điều khó. Mà đó cũng là tất yếu của giáo dục, phải không thầy? Nhưng cũng còn phải làm gương, răn đe những học trò khác nữa. Chứ em cứ vì nể gì thầy mà không kỷ luật Tú thì làm sao có kỷ cương của giáo dục? Học trò làm sao tín nhiệm vào cô giáo mình nữa? Dạ, em hiểu thầy. Con Tú đâu? Lúc em đi dạy thì nó chưa đi học về. Em về thì không thấy nó đâu hết á. Thôi kệ nó đi, con với cái gì mệt quá. Liệu có kể nó được không? Tôi nói cho bà biết, hôm nay nó không đi học mà đi đánh lộn với con Nhi, bị công an bắt, nhà trường bảo lãnh ra. Đẹp mặt chưa? Sao nó lại đánh con Nhi? Mà thiệt không? Thiệt hay không á, bà chờ nó về mà hỏi. Đã vậy tổng kết năm học 8 môn dưới điểm trung bình, cúp cua bỏ tiết hơn 30 ngày. Lần này bị kỷ luật đuổi học là cái chắc.
làm sao đây mình? Còn biết làm sao nữa? Nhưng mà nếu nó bị đuổi học á, thì nó lại thức chí, lêu lỏng, rồi nó bị hư hỏng thêm nữa. Mình có cách gì giúp con không? Có trời mà gỡ. À, cô giáo chủ nhiệm của Tú là học trò cũ của mình, thầy hiệu trưởng thì còn lại là bạn bè nữa. Mình nói một tiếng là được thôi mà. Kỷ luật gì thì kỷ luật, cô phải để cho nó học nữa chứ. Nói cái gì bây giờ? Mình làm cha mẹ mà không dạy được thì để người ta dạy nó. Nhưng mà con Tú đâu phải là đứa hết cách giáo dục đâu. Vậy kỷ luật không phải là giáo dục sao? Nó có bị đuổi học năm nay thì sang năm cho nó vào phổ cập. Sư học cũng cần, nhưng đạo đức cần hơn. Học mà không có đức, không làm được cái gì hết. Mình nghiêm khắc với con quá đó. Nghiêm khắc mà còn như vậy á, nếu không nghiêm khắc nó leo lên đầu tôi ngồi rồi. Hưng, Lam nói sao rồi? Dạ, Lam thì đã đồng ý. Nhưng làm gì dám nói chuyện với ba má? Tại bên nhà Lam ra có chuyện buồn. Chuyện buồn mà là chuyện gì vậy con? Dạ, là tại em Tú, em của Lam, không hiểu sao gần đây nó sinh hư, nên gia đình lúc nào cũng có chuyện căng thẳng hoài. Chuyện buồn là chuyện của ba má nó, chứ chuyện em nó có dính líu gì tới con đâu. Dạ, nhưng không khí gia đình cũng phải vui vẻ thì Lam mới dám nói đến chuyện cưới xin chứ má. Má thấy có đúng không? Chắc nó sợ bị la, không dám về. Em gọi điện mà nó cũng không bắt máy. À, có khi nào nó bỏ đi bụi không? Bà nói nhiều quá. Nó muốn đi đâu thì nó phải có tiền của bạn mới đi được chứ. Nhưng nó có chiếc xe đạp đó, nó bán cũng có tiền vậy. Má ơi! Má! Gì vậy con? Hả? Con Tú nó lấy hết tiền của con rồi. Trời đất! Mình ơi! Em nói mà, nó đi bụi rồi đó. Sao giờ con? Làm sao bây giờ? Má mình! Trời ơi! Khuya rồi, cháu đứng ở đây làm gì? Dạ, cháu không làm gì đâu ạ. Chắc giận bà má cháu chứ gì. Về đi cháu, con gái mà đứng đây một mình khuya quá, không có được đâu. Về đi, có gì nói chuyện lại với ba má cháu. Có cha mẹ nào mà không thương con đâu. Nghe bác, về đi, để ba má cháu lo. Lo gì chứ? Mình phải làm cho họ đau đớn như mình đã từng đau đớn. Ê, có giá gì vậy? Em, đi với em. Ta làm gì vậy? Anh có tiền mà. Không không, ta làm rồi, ta làm rồi. Tôi là con nhà tử tế. Đâu gì đâu bây giờ. Sao con? Con đã gọi điện hết rồi, không có ai liên lạc được với Tú cả. Nó đi đâu giờ cũng biết nữa. Việc bà sinh ra hai đứa con gái, nếu mà phát thưởng thì một đứa là giải vàng, còn một đứa là giải rút. Ba má con chào thầy cô. Tới.
Con đã nghe em Lâm nói hết mọi chuyện. Con nghĩ là em Tú không đến nhà bạn bè, cũng không dám lang thang ngoài đường đâu. Trong túi có tiền, chắc là em đã vào khách sạn nghỉ rồi. Thầy cô cũng đừng lo lắng quá nhiều, đừng chờ đợi nữa. Hãy nghỉ ngơi sớm để giữ gìn sức khỏe. Làm sao mà yên tâm được? Nó khờ lắm, sao mà biết vào khách sạn mà nghỉ? Má, con cũng nghĩ nhanh hơn á. Con gái giờ này chắc cũng không dám lang thang ngoài đường đâu. Khổ quá. Hãy để con với Lam lấy xe chạy vòng vòng xem sao, mai ra gặp Tú. Thôi, con đi hết mọi ngõ ngách của thành phố này được không? Hân Nhi nghỉ đi cháu. Bây giờ có tìm cũng không biết tìm ở đâu nữa. Có gì để sáng mai tính. Ừ, Mai hả? Tao nè. Có chuyện gì mà mày gọi tao vào giờ này vậy? Tao có chuyện muốn nhờ mày được không? Chuyện gì? Thôi khuya rồi, tao buồn ngủ lắm, đau đầu nữa. Có gì Mai gọi nha. Bye. Biết mình còn đang bệnh, nhưng mà hình như tim mình cũng lại có vấn đề. Em biết là mình đang mệt, nhưng mà mai mình đi khám nha. Khám cái gì mà khám? Bà không ngủ được á thì ngã lưng một chút đi, khuya lắm rồi. Tôi là của nợ của hai người. Ừ, nợ thì phải trả thôi. Trời, có chuyện như vậy thiệt sao con? Dạ, không hiểu sao dạo này tôi lại sinh ra hư đốn như vậy. Bà má cũng nên thông cảm, đừng thúc giục làm chuyện cưới xin trong lúc này nữa. Ừ, đúng là dao sắc không gọt được chui. Ôi dao kéo gì bà ơi, đám trẻ bây giờ nó dễ hư lắm. Kể ra cũng tội chị Lam quá chứ. Tại hôm qua tụi nó ép tao uống nhiều quá nên sai, đau đầu. Tao đâu có biết là mày xảy ra chuyện gì đâu. Thôi vậy cũng tốt, buồn chi, vậy ở với tụi tao nha. Tụi tao là gồm những ai? Thì có tao với con Hòa chứ có ai đâu. Ừ, vậy thì được. À, Mai nè, tụi mày làm gì để sống? Thiếu gì vậy? Con này có lo bò trắng răng không à? Chẳng lẽ mày ra khỏi nhà tay không hả? Không, tao cũng có ít tiền. Ít là bao nhiêu? Ừ, gần 10 triệu gì đó. Vậy cũng đủ được vài tháng rồi đó. Hử? Gì vài tháng mày? Chứ bộ mày tưởng nhiêu đó là nhiều lắm hả? Thôi chết rồi, má tao gọi. Tao gọi cho mày xong cái tao quên khóa máy luôn. Kệ đi, để nó hết reo đi rồi khóa máy. Tốt nhất là mai tao mua cho mày cái sim khác. Ừ, tao biết rồi.
chuông reng mà nó không bắt máy. Cái con này kỳ ghê. Để con gọi lại thử xem. Nó khóa máy rồi má. Con này thiệt kỳ quá. Con này hết biết nói nó luôn. Bây giờ chỉ còn cách là đi tìm nó thôi má. Nếu không á, chừng nào nó xài hết tiền nó mới chịu mò về. Thì chắc phải vậy thôi. Má cũng nhờ hai ông xe ôm đầu hẻm á, biết mặt nó đi tìm nó rồi. Hôm nay á, anh Hưng cũng xin nghỉ công ty để đi tìm nó. Thôi con cũng đi tìm nó đi má. Ừ. Con này á, nó nghiện game nên dù ở đâu á, chắc nó cũng về tiệm game thôi má. Chỉ sợ là nó gặp đám bạn xấu thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Thôi đi tìm em đi con. Trời ơi, tụi mày dám thuê nguyên một căn nhà phố xịn như vậy để ở hả? Chứ mày tưởng tụi tao thuê phòng trong cái xóm lao động á hả? Ở vậy sao ở được? Ờ, rồi con Hòa đâu? Ờ, con Hòa nó đi từ sớm. Đi đâu? Thì đi công việc của nó. Dắt xe vào nhà đi. Trên lầu có hai phòng ngủ. Tao một phòng, con Hòa một phòng. Còn mày ngủ đỡ ở đây đi. Khi nào tụi tao không có khách á, thì mày lên trển ngủ với tụi tao cũng được. Còn nếu tụi tao có khách thì thôi. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, xài chung, rồi chia ra ba đứa trả. Vậy mỗi tháng khoảng bao nhiêu mày? Tiền nhà thì 6 triệu, còn điện nước nữa khoảng 3 triệu. Gì? Điện nước gì nhiều dữ vậy? Nhiều gì đâu, đó là giá nhà nước rồi đó. Tại vì nhà này có tới 3 cái máy lạnh lận, có mày nữa chắc là hơn rồi đó. Ờ, nói chung mỗi đứa 3 triệu là đủ rồi. Còn ăn uống á, tự đứa nào đứa đó lo. Nếu ăn chung thì chia nhau trả, còn có ai bao rồi thì thôi. May quá, còn cái chìa khóa nè, giao cho mày. Nguyên tắc sống của tụi tao á là tôn trọng tự do của nhau. Ở nhà đã bị gò bó rồi thì tới đây phải được thoải mái chứ, đúng không? Sao? Thấy được thì ở, còn không được thì thôi, tùy mày à. Không ở với tụi mày tao biết đi đâu giờ. Nếu vậy á thì bỏ bộ mặt rầu rĩ của mày đi. Tụi tao dẫn đi mua mấy bộ đồ đẹp đẹp mà mặc. Mặc đồ gì mà quê thấy ớn luôn à. Làm ăn gì được? Tao đâu tính làm ăn gì đâu. Mày cười gì vậy? Tao thấy mày là hàng hiếm, tao mắc cười quá à. Dạ thưa thầy, thầy có thư ạ. Cảm ơn. Dạ. Lâu lắm rồi Kim không nhắn tin cũng không gọi điện cho mình. Sao hôm nay lại gửi thư? Chuông reng mà nó không bắt máy. Cái con này kỳ ghê. Để con gọi lại thử xem. Nó khóa máy rồi má. Con này thiệt kỳ quá.
con này, hết biết nói nó luôn. Bây giờ chỉ còn cách là đi tìm nó thôi má. Nếu không á, chừng nào nó xài hết tiền nó mới chịu mò về. Thì chắc phải vậy thôi. Má cũng nhờ hai ông xe ôm đầu hẻm á, biết mặt nó đi tìm nó rồi. Hôm nay á, anh Hưng cũng xin nghỉ công ty để đi tìm nó. Thôi, con cũng đi tìm nó đây má. Ừ. Con này á, nó nghiện game, nên dù ở đâu á, chắc nó cũng về tiệm game thôi má. Chỉ sợ là nó gặp đám bạn xấu thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Thôi, đi tìm em đi con. Trời ơi, tụi mày dám thuê nguyên một căn nhà phố xịn như vậy để ở hả? Chứ mày tưởng tụi tao thuê phòng trong cái xóm lao động á hả? Ở vậy sao ở được? Ờ, rồi con Hòa đâu? Ờ, con Hòa nó đi từ sớm. Đi đâu? Thì đi công việc của nó. Dắt xe vào nhà đi. Trên lầu có hai phòng ngủ, tao một phòng, con Hòa một phòng. Còn mày á, ngủ đỡ ở đây đi. Khi nào tụi tao không có khách á, thì mày lên trển ngủ với tụi tao cũng được. Còn nếu tụi tao có khách thì thôi, tiền nhà, tiền điện, tiền nước xài chung rồi chia ra ba đứa trả. Vậy mỗi tháng khoảng bao nhiêu mày? Tiền nhà thì 6 triệu, còn điện nước nữa khoảng 3 triệu. Gì? Điện nước gì nhiều dữ vậy? Nhiều gì đâu, đó là giá nhà nước rồi đó. Tại vì nhà này có tới 3 cái máy lạnh lận, có mày nữa chắc là hơn rồi đó. À, nói chung á, mỗi đứa 3 triệu là đủ rồi. Còn ăn uống á, tự đứa nào đứa đó lo. Nếu ăn chung á thì chia nhau trả, còn có ai bao rồi thì thôi. May quá. Còn cái chìa khóa nè, giao cho mày. Nguyên tắc sống của tụi tao á là tôn trọng tự do của nhau. Ở nhà đã bị gò bó rồi thì tới đây phải được thoải mái chứ, đúng không? Sao? Thấy được á thì ở, còn không được thì thôi, tùy mày à. Không ở với tụi mày tao biết đi đâu giờ. Nếu vậy á thì bỏ bộ mặt rầu rĩ của mày đi. Tụi tao dẫn đi mua mấy bộ đồ đẹp đẹp mà mặc. Mặc đồ gì mà quê thấy ớn luôn à. Làm ăn gì được? Tao đâu tính làm ăn gì đâu. Mày cười gì vậy? Tao thấy mày là hàng hiếm, tao mắc cười quá à. Dạ thưa thầy, thầy có thư ạ. Cảm ơn. Dạ. Lâu lắm rồi Kim không nhắn tin cũng không gọi điện cho mình. Sao hôm nay lại gửi thư? Cái nghiệp quá Kim ơi. Còn 5 phút nữa là hết giờ rồi, mấy em làm bài nhanh lên. Ừ. Có chuyện gì không? Dạ thưa cô, thầy Thành bị ngất xỉu trong phòng à. Thầy hiệu trưởng kêu cô cho lớp nghỉ, đưa thầy Thành đến bệnh viện ngay à. Ông làm sao vậy? Hình như thầy Thành bị đau tim cô à. Ờ, cảm ơn. Dạ, dạ, không có chi. Em gọi bà của lớp giùm cô nha. Hôm nay cô có chuyện đột xuất phải nghỉ, mấy em về sớm đi.
xong nữa. Đi từ từ với anh. Cảm ơn anh. Có sao không anh? Đi từ từ thôi anh. Không biết làm sao mà tự nhiên anh bị đau quá trời luôn à. Phải nghỉ dạy giữa chừng á. Hôm nay chắc anh dạy không nổi nữa đâu. Phải dẫn anh đi khám. Dạ, đi. Alo, con nghe đây má. Lam ơi, con đến bệnh viện đi, ba con đi cấp cứu rồi. Sao ba lại vào bệnh viện cấp cứu vậy? Bây giờ ba làm sao rồi hả má? Ba con đau tim. Dạ dạ, thôi được rồi, con biết rồi. Con vào ngay nè má. Nhanh dạ, lên dạ. Con. Tao nói mày đòi thấy không? Nói mà. Cái đồ này. Chết rồi Nhi ơi, tao nghe nói con Tố bỏ nhà đi, bữa giờ chưa về nữa. Trời, đồ nó đi đâu? Ai mà biết, hồi nãy tao gọi điện cho chị Lam nói tao vậy đó. Rồi bây giờ làm sao hả Hang? Làm sao hả Phong? Hay là lát tan học, mình cùng nhau đi tìm Tú đi. Lam. Má, má hả? Ba sao rồi má? Cũng chưa biết nữa, thấy ba con lên cơn đau tim. Ba con mà có chuyện gì chắc má chết mất quá Lam ơi. Má nè, má đừng có mà nghĩ quẩn. Không biết tự nhiên tại sao lại khổ như vậy nữa chứ. Mà nè, con đi tìm có tin tức gì của nó không? Không má ạ, con đã tìm nhưng không thấy nó đâu hết. Mà con nghĩ có khi nào nó giận ba điều gì đó. Giận cái gì mới được chứ. Để có được một người cha như ba con không có dễ đâu. Dạ, bác sĩ. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi bác sĩ? Chị cứ yên tâm, chúng tôi đang theo dõi. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Con Tú lúc buồn á, thường hay tới các vườn hoa, ngồi một mình ủ rũ. Hay là tụi mình đạp xe tới những nơi đó tìm nó đi, còn hơn là lang thang trên đường vậy. Hay là tụi mình đi đăng báo tìm đi. Tú mà muốn trốn, mình đăng báo, Tú đọc được cũng không lên tiếng đâu. Tốt nhất là cứ đi tìm, mặt gặp mặt, vậy á. Alo, dạ, em là Mai nè anh. Em nhớ anh rồi. Đi ngay bây giờ hả? Dạ, 30 phút nữa được không anh? Dạ, anh tới đón em nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Hôm nay mẹ ở nhà một mình, ngủ cho đã mắt luôn nha. Tao có hẹn rồi. Ủa mày đi đâu vậy? Đi chơi với người yêu. Chết rồi, tao quên mua son phấn cho mày rồi. Tao mua son phấn làm gì? Mày đúng là khùng mà. Con gái phải trang điểm một chút cho đẹp chứ. Tú, tao hỏi thiệt mày nha, mày có bạn trai chưa vậy? Bạn trai gì? Mày hỏi kỳ cục. Kỳ gì mà kỳ? Bộ mày làm như mày còn nhỏ lắm hả? Tao hả? Yêu từ hồi 13 tuổi đó mày. Nhưng bây giờ tao không có dạy nữa. Mày nói vậy là sao? Là gì á, yêu đương là một trò ngu xuẩn nhất trong những trò ngu xuẩn. Tụi tao á chủ trương xã hội hóa, không thuộc về chàng nào nhưng mà lại có tất cả các chàng. Khỏi bị ràng buộc, khỏi lệ thuộc, ghen tuông. Mày nói tao nghe thấy sợ quá. Ừ, thì cứ sợ đi, rồi mày cũng như tụi tao thôi hà. Trước sợ sau quen thôi à. Đó, có trang điểm có khác thấy không? Mày thấy tao có khác hồi nãy không? Thôi, giờ tao đi nha. Chắc khuya tao mới về đó. Bye, bye nha. Bye.
tụi nó sống kiểu gì. Không hiểu nổi luôn á. Con Tú Dân chưa về sao? Dạ, chưa ba. Nhưng mà ba đừng có lo. Nó chắc là ở nhờ nhà đứa bạn đó mà. Nhưng mà tụi nó giấu, nó không dám đi xa đâu ba. Con đang báo, nhắn tin trên truyền hình, bảo con Tú về. Mọi lỗi lầm ba má tha thứ hết cho nó. Dạ, con đã đăng ba tờ báo lớn và cả đài truyền hình nữa rồi ba. Con tin là nó sẽ đọc và nó sẽ về. Ba cứ yên tâm dưỡng bệnh đi ba. Tìm người thân. Tú, con đang ở đâu? Về nhà gấp. Ba đang bệnh nặng. Mọi lỗi lầm của con ba má tha thứ hết. Đúng là ba bị bệnh không? Hay là má nói dối để dụ mình về? Đến cả má bây giờ cũng không thể tin được nữa rồi. Con gái của ba, con sao rồi? Con còn sốt quá. Con cố gắng ăn hết bát cháo này, rồi bà sẽ lấy thuốc cho con gái uống mau lành bệnh nha. Con không chịu đâu, con muốn má à. Nhưng má con bận đi dạy trưa mới về. Con ngoan đi ba thương. Cháo bà nấu á, bà nấu ngon lắm. Ăn thử một muỗng coi. Nè, Lam. Cho em ăn nào. Em ăn đi. Ăn đi. Nè, há miệng ra nha. Giỏi, muỗng nữa nha. Út cưng của ba. Nè, nè. Giỏi. Tụi nó đi vắng hết rồi. Mai đã nói hết mọi chuyện rồi, sợ Tú ở nhà một mình buồn nên bảo Đắc đến đuổi Tú đi chơi nè. Thôi Tú không đi đâu. Vậy Đắc ở đây chơi với Tú được chứ? Thôi không được đâu. Sao vậy? Tại vì Tú không có quen ở nhà với một bạn nam như vậy. Bạn nam thì sao chứ, cũng là một con người mà. Giả lại Đắc cũng đâu làm gì Tú mà Tú sợ. Hay là mình đi chơi đi đó. Vậy là Tú đủ Đắc đi chơi nữa nha. Đợi Tú chút nha, Tú lên thay đồ. Ok. Vui quá ha. Tú, vô đây Tú. Tú không biết nhảy. Nhảy đại đi, nhảy lên đi. Nhảy đi Tú. Tú, nhảy đi. Tú không biết nhảy. Nhảy đại đi, không ai cười đâu mà lo ha. Hey, hey, nhảy đi. Hey, nhảy lên, nhảy đi nè. Hey. Hey. Hey.
nhảy đi, nhảy lên. Vậy mai cho mình đi nữa ha. Ừ? Tôi đồng ý nha. Ừ. Thôi mình về đi đó, khuya rồi. Anh hư lắm á. Em biết rồi. Mai mốt nhớ ghé nữa nha. Ghét ghê vậy đó. Anh về nha. Tạm biệt anh. Anh chạy xe cẩn thận đó. Thôi vô ngủ đi Tú. Mẹ ở với tụi tao thì phải bình thường với những chuyện này. Nếu không mẹ không ở được đâu. Hưng, bệnh tình của ba con Lam sao rồi? Mà hôm qua con về khuya dữ vậy hả con? Dạ, ba của Lam bị nhồi máu cơ tim. Nhưng mà đã qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ vẫn còn yếu lắm má à. Có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào mà không lường trước được. Qua được là may rồi, bệnh tim mà. Mà sao tự nhiên bị nhồi máu cơ tim vậy ba? Chắc là bệnh lâu rồi mà chủ quan không đi khám. Với lại con cái nó hành vậy, không bị bệnh tim cũng lạ. Trời ơi con Tú đó, nhìn nó ngoan như vậy thì không thể ngờ. Má, còn ý y con nhà gia giáo nữa không? Thủy. Ờ, thì cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Ờ, nè. Dạ. Bạn của mẹ có căn hộ muốn bán, họ để lại giá gốc thôi, ý còn sao? Dạ, nếu vậy mình xem được thì mua luôn cũng tốt má. Mà căn hộ ở đâu vậy má? Thì căn hộ cao cấp, ngay trung tâm thành phố nè. Một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, toilet đầy đủ hết trơn. Căn hộ này á là của bạn má mua, tính để cưới dâu. Nhưng mà bây giờ bên nhà gái, người ta cho đất để xây, người ta bán đi để xây nhà mới. Sao? Có chịu không? Nếu mà chịu á, má hẹn người ta dắt tụi con đi coi. Ba má coi rồi, nội thất cao cấp, phong cảnh khá đẹp. Được đó con. Thôi vậy, ba má mua giùm con luôn đi, khỏi xem. Nói thật là tụi con cũng bận lắm. Mua nhà cho tụi con mà ba má đi coi cũng như không. Hệ ba má chịu á là con chịu à, có gì đâu. Anh cứ làm như là cưới rồi không bằng á. Ngon quá ha cái con này. Thôi. Thôi ăn đi. Kể ra được sống tự do như vậy cũng sướng quá đi chứ. Em biết Tú đã làm thầy cô buồn nhiều, nhưng thầy cứ yên tâm điều trị. Hội đồng kỷ luật đã nhất trí cảnh cáo em Tú, sẽ không đuổi học em Tú đâu ạ. Vậy là tốt quá rồi. Kỷ luật học trò chẳng khác nào đẩy nó đến mức đường cùng. Và thừa nhận sự thất bại của giáo dục, phải không thầy? Gia đình tôi cảm ơn cô, cảm ơn nhà trường nhiều lắm. Dạ, đó cũng là trách nhiệm của em và nhà trường. Vấn đề là phải tìm em Tú về để đi học, chứ bài vở nhiều quá, khó theo kịp lắm. Gia đình cũng đang tìm đủ mọi cách để tìm em Tú về. Nếu mà tìm được nó, tôi sẽ bắt nó trở lại trường ngay. Cô đừng lo. Ừ, ăn đi. Tú,
uống đi. Đã chơi phải chơi hết mình. Tôi vậy, tôi nào có vui đâu. Tôi không uống được mà. Được. Trên đời này á, cái gì người ta ăn được uống được, mình cũng phải ăn được uống được, đúng không? Ừ. Nói như Tú á, trên đời này còn về lễ nghĩa đúng không? Chỉ trừ việc gì á, người ta cũng làm được. Còn mình á, thì không làm được, hay không dám làm thôi. Chuyện đó chẳng có gì là quan trọng hết á. Làm chẳng qua là để kiếm tiền thôi. Làm cái gì mà kiếm được tiền là làm được hết á. Mà thôi, không nói nhiều nữa. Trách nhiệm của Tú bây giờ á là phải uống hết ly đó đó. Ê, hả? Tụi mình cùng vỗ tay cổ vũ cho Tú đi. Ừ, uống đi. Uống đi Tú. Uống đi Tú, uống đi. Uống hết đi. Thôi, để Đắc uống giùm Tú một nửa được không? Không được. Tiêu chuẩn có đứa nào là đứa đó uống. Đúng rồi. Không được, Quân cứ để đó cho Tú uống. Thôi uống đi Tú, để nói nhiều thêm một hồi là mất vui á. Nếu có chết á thì cũng chết với bạn bè, huống chi là uống. Ừ. Nè, đúng không? Uống đi. Vô. Tôi uống hết luôn nha. Ừ, uống hết nha. Khó uống quá. Đó, thấy chưa? Có chết ai không? Người ta bỏ tiền triệu ra mua rượu để uống cho cái vui cái sướng, chứ đâu có ai uống cái chết. Này các bạn, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng Tú có nhiều tiến bộ nè. Ừ. Vô. Nâng ly. Vô. Ừ, vô. Anh à, ở đây có quán nước, mình vào uống nước rồi đi tiếp nha. Ừ. Em nhớ xem còn chỗ nào mình chưa đi tìm hay không. Em cũng không nhớ nổi nữa. Anh à, hay là mình nhờ công an tìm giúp đi. Chắc cũng phải vậy thôi. Mà từ ngày mai á, em cứ ở nhà chăm sóc cơ ba và lo công việc, để anh đi tìm mình là được rồi. Chứ để em phơi nắng phơi mưa dài dài như vậy, anh không có đành lòng. Mà cái con Tú này cũng lạ. Không lẽ nó không đọc báo, không xem truyền hình? Biết ba bị bệnh nặng thì ít nhất cũng phải gọi điện thoại về nhà chứ. Mà nó có điện thoại chứ có phải là không đâu. Vậy mà nó cũng tắt máy luôn. Nếu nó muốn về, muốn liên lạc với gia đình đó, thì nó đã không làm vậy. Nhưng nó cố tình lẩn tránh thì mình phải tìm kiếm khổ sở như vậy. Anh nói cũng đúng. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Em với nó cùng ba mẹ sinh ra, mà hai đứa tính cách hoàn toàn khác nhau. Có cùng cha cùng mẹ hay không á thì có má mới biết được. Nè nè nè, anh ăn nói cho cẩn thận đó nha. Em mà mét má là anh không được làm con rể nữa luôn á. Thôi được rồi, anh dẫn chút mà em. Uống nước đi rồi mình đi tiếp. Mình thấy trong người sao? Có khỏe hơn được chút nào không? Cũng đỡ nhiều rồi. Em pha sữa nóng nè. Vậy uống đi cho ấm bụng. Thôi, ba về nhà nằm ngủ đi. Mình đang bệnh mà, sao em về được? Tôi chưa chết đâu. Ba về đi. Tôi muốn được yên tĩnh một mình.
Cha, con này giỏi ha. Vậy mà tao tính kêu người ta tới cho người ta dọn dẹp rồi đó. Có bao nhiêu việc đâu mà kêu người ta làm, chỉ bằng để tao làm cho. Thì cũng phải chừa việc cho người ta làm chứ, người ta còn phải kiếm sống mà mày. Tìm người thân, Tú ở đâu, về đi học ngay, ba ốm nặng, cả nhà và thầy cô đang chờ em, làm. Ê Tú, hình như là tivi nhắn tìm mày kìa. Thì nói chứ còn ai nữa. Thôi bỏ qua đi mày ơi. Tú, mày đừng có bị dụ nha, ba mày không có đau ốm gì đâu. Tao có quan tâm ông mạnh hay yếu gì đâu mà dụ tao. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã đến thăm tôi. Con cái tụi nó quấn quýt nhau, mình chưa là thông gia cũng là bạn bè. Tôi thấy anh bệnh mà không tới thăm sao được, đúng không? Ông nhà tôi nói phải đó anh. Anh cứ yên tâm điều trị đi, chờ anh khỏe lại, về nhà mình tiếp tục bàn chuyện tụi nó. Mà chị nhà vẫn phải đi dạy hả anh? Dạ, dạ, nhà tôi không thể bỏ lớp lâu được chị ạ. Cũng may, còn làm nó có công ty riêng, nên có điều kiện chăm sóc ba của nó. Còn chuyện kiếm Tú á, cứ để thằng Hưng nhà tôi nó lo cho. Dạ. Đó đã đi chơi ừ, nha. Vậy đi. Quẹo đi Mai. Tú. Ăn một miếng đi nghe mình. Thôi, tôi ăn không nổi, bà. Thức ăn bộ dở hay sao mà anh cứ la ớn hoài vậy? Tại con làm mới cho tôi uống sữa. Bà cứ để đó, một lát nữa tôi ăn. Đừng buồn tôi nghe. Dạ. Em nghe đây anh. Anh mới vừa thấy Tú, nhưng đuổi theo không kịp. Vậy hả anh? Như vậy là con Tú nó ở loanh quanh đâu đó, chứ không có ở đâu xa đâu anh. Ừ, đến coi thử. Dạ, dạ. Có gì anh cố gắng theo nó nha. Ừ, em yên tâm đi. Dạ, dạ. Có tin gì anh báo ngay cho em biết đó. Ừ, dạ, dạ, em biết rồi. Bye em. Dạ. Sao con? Thằng Hưng nó gặp con Tú rồi hả? Anh Hưng nói là thấy bóng dáng nó ngồi sau xe phân khối lớn của thằng nào đó. Tụi nó đi nhanh lắm cho nên anh Hưng đuổi theo không kịp. Vẫn chưa tìm được con Tú hay sao? Dạ chưa, em lo quá. Mình à, mình có sao không vậy? Tại vì tôi nghĩ á, nếu mà mình nhảy về nè, đó mình lượn vậy á, là mình đạp 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 lên cái nó buồn. Này, ông sẽ kiếm tuyệt vời. Nhảy đi. Thôi, mày về trước nha. Hả? Sao vậy?
Được rồi, cảm ơn bà. Bệnh tình đã yên rồi, nhưng mà mình đừng có chủ quan. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Con cái thì để em lo, còn công việc trong trường thì đã có anh Trí rồi. Công việc thì đã đành, còn con Tú chưa kiếm được nó về, bà biểu yên tâm làm sao mà yên tâm được chứ. Mình à, thì mình cứ làm ngơ đi mà sống. Sức khỏe của mình là quan trọng nhất mà, nha.